xin lật quyển kinh ra trong khoa hội trang 19 hàng thứ 7 phần kinh văn. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm tu chư công đức phụng hành luật ba la mật kiên cố bất thối phục dĩ thiện căn hồi hướng nguyện sanh ngã quốc nhất tâm niệm ngã chú dạ bất đoạn. Nguyện này rất là quan trọng. Nguyện này là nghe danh phát tâm nguyện. Chúng ta làm sao biết được nguyện này rất quan trọng? Trong hai phẩm tam bối vãng sanh và vãng sanh chánh nhân, Đức Thế Tôn vì chúng ta khai thị là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phía trước nguyện thứ 18 có nói mười niệm được vãng sanh, tức là nhất hướng chuyên niệm. Nguyện này là dạy cho chúng ta phải phát tâm. Nếu chỉ có nhất hướng chuyên niệm mà không phát bồ đề tâm thì không được vãng sanh. Cho nên hai nguyện này là liên quan với nhau, nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Thì chúng ta trong đời này chắc chắn được vãng sanh tịnh độ, không có hoài công. Cái thân này là thân cuối cùng, cổ nhân gọi là tối hậu thân. Từ vô lượng kiếp cho đến đời này thì chấm dứt. Đời này chấm dứt, không còn đời sau, tức không bao giờ đi vào lục đạo luân hồi nữa, mà chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Lần sau nếu có đến là thừa nguyện tái lai, nhất định không phải là phàm phu, không phải là nghiệp lực đến thọ sanh. Lần sau lại đến cõi này là nguyện lực thọ sanh, hoàn toàn khác hẳn. Không những là lần sau thừa nguyện lực đến thế gian này thọ sanh, nếu như người có công phu giỏi thì ngay bây giờ cũng có thể chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, không cần đi đến cực lạc thế giới rồi trở lại chuyển nghiệp lực. Ngay bây giờ thì có thể chuyển nghiệp lực. Hạng người này có hay không? Có, từ xưa đến nay có rất nhiều. Khi chúng ta chuyển được nghiệp lực thành nguyện lực, tương lai có được vãng sanh hay không, xin thưa với quý vị là tùy ý của quý vị, muốn vãng sanh lúc nào cũng được, gọi là tự tại vãng sanh. Pháp môn của Tịnh Tông là thù thắng vô cùng. Trong nguyện văn này chúng ta phải đặc biệt lưu ý câu ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh. Ngã là tôi, tức là A Di Đà Phật tự xưng mình. A Di Đà Phật ở Tây phương cực lạc thế giới thành Phật cho đến nay đã có 10 kiếp. Đức Thế Tôn tại trong rất nhiều kinh điển
đều giới thiệu cho chúng ta, nói Ngài đã thành Phật. Thập phương chúng sanh, tức là không phân biệt tất cả chúng sanh trong mười phương, đương nhiên là bao gồm chúng ta ở bên trong. Tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới vô lượng vô biên, không phân quốc tịch, không phân tộc loại. Tộc loại là thập pháp giới. Không phân tín ngưỡng tôn giáo, thấy điều bao quát bên trong, người hiện nay gọi là văn hóa đa nguyên. Thế nhưng văn hóa đa nguyên trong khái niệm của chúng ta, cái phạm vi đó vẫn là có hạn. Tại vì sao? Bởi vì văn hóa đa nguyên không có bao gồm súc sanh ở bên trong. Chúng ta nói văn hóa đa nguyên chỉ là nói nhân đạo, không phân giới hạn quốc gia, không phân giới hạn dân tộc, không phân giới hạn chủng tộc, không phân giới hạn tôn giáo. Nhưng súc sanh không có bên trong, ngã quỷ đạo không có bên trong, thiên đạo không có bên trong, địa ngục đạo cũng không có bên trong. Cho nên văn hóa đa nguyên của chúng ta mà so với văn hóa đa nguyên của Phật thì chúng ta là văn hóa thiếu nguyên, không phải là văn hóa đa nguyên. Nhà Phật nói mười phương chúng sanh mới là văn hóa đa nguyên cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải lãnh hội, phải nhận thức, tâm lượng của quý vị phải mở rộng. Nếu tâm lượng của quý vị nhỏ hẹp thì không thể phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm rộng lớn bao trùm thái hư. Bồ Đề Tâm là cái tâm giác ngộ cứu cánh viên mãn. Quý vị phải phát cái tâm này thì tương đồng với tâm của A Di Đà Phật và tương đồng với tâm của mười phương chư Phật Bồ Tát. Trong pháp đại thừa, bất luận tu học pháp môn nào, quý vị đều có thể thành tựu. Phật pháp đại thừa là xây dựng trên cơ sở của Bồ Đề Tâm. Hàng tiểu thừa không có phát Bồ Đề Tâm nên họ không ra khỏi thập pháp giới. Niệm Phật cũng không được vãng sanh. Quý vị phải hiểu rõ cái đạo lý này. Vậy thì niệm Phật bằng cách nào? Ở cuối phần kinh văn này có dạy cho chúng ta: nhất tâm niệm ngã chú dạ bất đoạn. Niệm Phật là nhất tâm niệm. Hiện nay chúng ta niệm Phật là tam tâm nhị ý niệm. Giảng đến phần sau thì tôi sẽ trình bày tường tận cho quý vị. Quý vị muốn biết cách niệm Phật như thế nào, phát tâm như thế nào thì quý vị chắc chắn được vãng sanh. Cho nên nói mười phương chúng sanh là bao gồm cả chúng ta ở bên trong. Vấn đề này, chúng ta có giác ngộ hay không? Chúng ta có chịu thực hành hay không? Kế tiếp là văn ngã danh hiệu phát Bồ Đề Tâm. Danh hiệu tức là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng trong kinh nói là danh hiệu, thật ra danh hiệu chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Nam Mô không phải là danh hiệu. Nam Mô là ý nghĩa quy y, là ý nghĩa cung kính. Hiện nay chúng ta đến Trung Quốc, người Trung Quốc đối với người tôn xưng, tôn kính
vị tiên sinh nào đó. Nam mô tức là tôn kính, có nghĩa là tôn kính. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là tôn kính A Di Đà Phật. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Danh, văn danh, tức là hiện nay chúng ta đều nghe. Nếu nói như vậy thì không được rõ ràng. Quý vị phải hiểu rõ bộ kinh này là kinh Đại Thừa, không phải kinh Tiểu Thừa. Trong kinh Đại Thừa nói chữ văn này, ý nghĩa của nó rất sâu xa. Chữ văn này là nói bậc Bồ Tát tu học, văn tư tu, tam huệ. Nếu như không phải văn của trong bậc Bồ Tát tu học, văn tư tu tam huệ, thì nay chúng ta khi nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, thế đều được vãng sanh hết. Vì sao cổ Đại Đức lại thường nói trong một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 3 người, 5 người mà thôi? Vì một vạn người đó đều là văn danh, tức là nghe danh. Vì sao thật sự được vãng sanh chỉ có 2, 3, 5 người? Do đây mới biết chữ văn này là văn của trong bậc Bồ Tát tu tam huệ, là văn của trong văn tư tu tam huệ. Cho nên nói nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật thì chắc chắn được vãng sanh viên mãn thành Phật. Nói đến tam huệ, cái gì gọi là huệ? Cái chữ huệ này là huệ của trong giới định huệ. Do giới được định, do định khai huệ. Đây tức là nói Pháp Đại Thừa nhất định xây dựng trên cơ sở của Tiểu Thừa. Chúng ta có trì giới hay không? Có tu định hay không? Người niệm Phật có cần trì giới hay không? Có cần tu định hay không? Nếu như nói người niệm Phật không cần trì giới, cũng không cần tu định, nói như vậy thì sai rồi. Đối với người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định sẽ gặp phải chướng ngại. Chúng ta phải nhớ kỹ, Đức Thế Tôn Ngài khai đạo pháp môn này cho chúng ta, nền tảng là tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước chính là giới. Chúng ta đọc trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh thấy được phu nhân Vi Đề Hy gặp phải quốc gia biến cố trong gia đình, thì bà mới thật sự giác ngộ được thế gian vô thường. Cho nên bà hồi tâm chuyển ý cầu sanh tịnh độ. Bà có một ý niệm như vậy. Vậy thì cõi tịnh độ ở nơi nào bà không biết, nên bà hướng về thỉnh giáo về Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn rất từ bi, Ngài cũng không chủ động khuyên bà,
Đức Thế Tôn dùng thần lực đem mười phương cõi nước của chư Phật biến hiện ra ở trước mặt bà để cho bà tự nhìn thấy. Bà đều đã nhìn thấy. Sau khi bà thấy rồi thì bà chọn lấy cực lạc thế giới của A-di-đà Phật. Cho nên không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bà sanh về cực lạc thế giới, mà là tự bà chọn lấy. Sau khi bà chọn xong thì Đức Thế Tôn khen ngợi bà vì bà đã chọn đúng. Bà thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy bà làm thế nào có thể được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật dạy phương pháp cho bà thì trước tiên Ngài giảng tịnh độ tịnh nghiệp tam phước. Quý vị nghĩ xem, nếu tịnh nghiệp tam phước không quan trọng thì Ngài hà tất phải giảng? Chỉ cần dạy cho quý vị lão thật niệm A Di Đà Phật thì được rồi. Nhưng Đức Thế Tôn không nói như vậy. Chúng ta đọc kinh, đọc đoạn kinh văn này, đoạn kinh văn này là then chốt, rất quan trọng, không thể bỏ qua được. Tịnh nghiệp tam phước là trì giới. Đặc biệt là phước thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta có làm được hay không? Nếu không làm được điều này, dù quý vị một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, một ngày lại Phật, lại 3.000 lại, cũng không được vãng sanh. Đó là nói thật cho quý vị biết. Tại vì sao Đức Thế Tôn tại trong kinh giới thiệu cho chúng ta rất tường tận, cõi Tây Phương gọi là thế giới là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi, cho nên chúng ta phải tự trở thành bậc thượng thiện nhân mới có điều kiện cùng với đại chúng ở Tây Phương cực lạc thế giới làm đồng tham đạo hữu. Họ là thượng thiện, còn chúng ta là thượng ác, không thể vãng sanh. Dù A Di Đà Phật có từ bi tiếp dẫn quý vị đến nơi đó, quý vị nhìn thấy họ không vừa mắt, họ nhìn thấy quý vị cũng không vừa mắt, thì quý vị không thể bước vào. Không chỉ là Tây Phương cực lạc thế giới, mà Đức Thế Tôn ở phần sau nói cho chúng ta biết ba điều 11 câu này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Cho nên hai câu này rất là quan trọng. Ba đời chư Phật là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Những người chúng ta đều là vị lai Phật. Bất luận tu học pháp môn nào, tịnh nghiệp tam phước là nền tảng. Nếu không có nền tảng này, quý vị tu pháp môn nào cũng không được thành tựu. Cho nên chúng tôi rất coi trọng tịnh nghiệp tam phước. Nay đặc biệt nêu ra giới thiệu, giảng giải tường tận cho quý vị. Thật sự mà mong muốn trong đời này sanh về cực lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật, không thể không hết lòng thực hành. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành vi, hãy tự nghĩ mình có lỗi với cha mẹ hay không, có lỗi với thầy hay không. Phật dạy chúng ta tu hai câu này: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Người Trung Quốc gọi là hiếu thần tôn sư.
Đây là đại căn đại bản của Phật Pháp. Cho nên tôi phải giới thiệu cho mọi người biết. Tôi khẳng định mà nói, Phật Pháp là gì? Phật Pháp chính là hiếu đạo và sư đạo. Từ chỗ này bắt đầu, cũng ở chỗ này viên mãn, hiếu đạo đã viên mãn, sư đạo đã viên mãn thì là thành Phật. Phật dạy chúng ta tu học từ đầu đến cuối chính là hiếu kính, tức hiếu thần tôn sư, không có gì khác. Nếu chúng ta không xây dựng trên nền tảng này thì đời này tu học cũng hoài công. Này chúng ta nắm chắc được vãng sanh, nắm chắc ở chỗ nào? Là ở chỗ đắp vững nền tảng. Ta đã làm được. Tu hành là tu như thế nào? Là tu chính hành vi sai lầm của mình. Trước kia không biết hiếu thân, không biết tôn sư. Bây giờ đã nghe những lời của Phật dạy, chúng ta đã hiểu rõ rồi. Bất hiếu tu chính thành hiếu thuận, bất kính tu chính修正为敬thành kính sư. Phải đắp vững cái gốc này. Trước kia chúng ta đối với tất cả chúng sanh không có lòng từ bi, nhất là đối với những người bất thiện, những việc bất thiện, những vật bất thiện, không có lòng từ bi. Bây giờ chúng ta đem những điều bất thiện đó tu chính lại, không những đối với người thiện, việc thiện, vật thiện, chúng ta có lòng thương mến. Đối với người ác, đối với rắn độc thú dữ, chúng ta cũng có lòng thương mến. Thì gọi là tu hành. Nếu như đối với thuận cảnh hãy còn có lòng tham ái, đối với nghịch cảnh hãy còn có lòng chán ghét, như vậy thì chúng ta không có tu hành. Mỗi ngày quý vị chỉ nghe kinh nhưng không có tu. Trong tính giải hành chứng, quý vị chỉ có tính và giải, không có hành. Cổ nhân có nói, có giải không hành, cũng như không giải. Có giải không tin, cũng như không tin. Chúng ta suốt đời tu học trong Phật môn, bốn chữ tính giải hành chứng cũng không đạt được một chữ nào. Vẫn y nguyên là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Dùng tâm luân hồi niệm A Di Đà Phật cũng là tạo nghiệp luân hồi, vẫn là trong vòng lục đạo luân hồi. Nếu quý vị đọc chú giải của Pháp Sư Quán Đỉnh, Ngài là người trong thời Càn Long của đời nhà Thanh. Xưa kia tôi học Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, tôi đọc chú giải của Ngài. Chú giải của Ngài gọi là sớ. Tôi đọc chú sớ của Ngài. Ở phần cuối của chú sớ, Ngài nêu ra quả báo của người niệm Phật có đến 100 loại khác nhau.
Câu thứ nhất là niệm Phật đọa địa ngục A Tỳ. Lúc đó tôi còn trẻ, vừa mới học Phật, khi đọc đến câu này rất là nghi hoặc. Tôi liền thỉnh giáo với thầy Lý, dù niệm Phật không đúng như Pháp cũng không đến nỗi đọa địa ngục A Tỳ. Thầy Lý nghe tôi hỏi như vậy, thầy nói câu hỏi này rất hay, ta không thể giải thích cho một mình ông nghe, để lúc ta giảng kinh thì sẽ giải thích cho mọi người cùng nghe. Vì sao người niệm Phật lại đọa địa ngục A Tỳ? Vì họ khởi tâm động niệm, lời nói hành vi hoàn toàn đã trái với Phật Pháp. Trái với Phật Pháp tức là phá hoại hình dáng của người niệm Phật. Đại chúng trong xã hội nhìn thấy cái hình dáng đó, mọi người sợ không dám niệm Phật, làm đoạn mất pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Họ bị kết cái tội này. Sau khi nghe rồi, tôi liền hoảng nhiên đại ngộ. Cho nên cổ nhân thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Những người xuất gia tu hành rất dễ đọa địa ngục là bởi nguyên nhân gì? Vì họ phá hoại hình dáng của Phật Pháp, khiến cho người ta vừa tiếp xúc thì ra học Phật là hình dáng như vậy, người ta thấy như thấy vậy không muốn học Phật, cho nên họ bị kết cái tội này. Bài khai thị này của Pháp Sư Quán Đỉnh rất đáng được cho chúng ta cảnh giác. Ngài khai thị từ địa ngục đạo đến Phật đạo, tức thập pháp giới. Quả báo của người niệm Phật trong thập pháp giới khác nhau. Quý vị thật sự muốn sanh đến pháp giới nào, tự quý vị phải hiểu rõ, phải minh bạch. Phước thứ hai trong tam phước là thuộc phước tiểu thừa, thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi. Nếu không có phước thứ nhất thì không có phước thứ hai. Tịnh nghiệp tam phước giống như ba tầng lầu vậy. Tầng thứ nhất là phước nhân thiên, tầng thứ hai là phước tiểu thừa, tầng thứ ba là phước đại thừa. Nếu quý vị không có phước báo nhân thiên thì làm sao có phước tiểu thừa? Muốn có được tam quy là chuyện không phải dễ. Không phải là ở trước tượng Phật Bồ Tát đọc lời tuyên thệ quy y thì quý y có được tam quy, thì quý vị có được tam quy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu thật sự đã quy y, quy là gì? Là hồi đầu. Y là nương tựa. Tam quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Sợ quý vị nhìn thấy những chữ này sanh ra hiểu lầm thì chấp tướng. Cho nên vào đời nhà Đường, trong Thiền Tông, Đại sư Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói tam quy rất rõ ràng. Ngài không nói ba chữ Phật Pháp Tăng mà là nói giác chánh tịnh. Tức quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Sau đó Ngài giải thích cho chúng ta, Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Cách giải thích này thì chúng ta đã hiểu rõ, không đến nỗi sanh ra hiểu lầm.
Thế nào là quy y? Chúng ta hãy nghĩ mặt trái của giác chánh tịnh, tức là hạ trạng huống hiện nay của chúng ta. Mặt trái của giác là mê, chúng ta mê hoặc điên đảo. Từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở về nương tựa tự tánh giác, đó là quý vị thật sự quy Phật. Mặt trái của chánh là tà tri tà kiến, tức tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm. Lục đạo phàm phu tri kiến điều bất chánh, không nên cho rằng cách nghĩ của ta chính xác, cách nghĩ của ta chính xác, sai rồi. Phật tại trong kinh giáo nói cho chúng ta biết, đến khi nào quý vị chứng được quả vị A-la-hán thì quý vị mới có thể tin tưởng cái ý của mình. Tin tưởng cái ý của mình là chính xác. Bậc A-la-hán đã chứng được chánh giác, hàng Bồ-Tát thì chứng được chánh đẳng chánh giác. Nếu như không thừa nhận cách nghĩ cách nhìn của mình là sai lầm, thì quý vị không có cách nào hồi đầu. Cho nên tôi thường khuyến khích các đồng học chúng ta phải buông bỏ thành kiến của mình, cũng tức là nói buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình đối với mọi người, mọi việc, mọi vật. Chúng ta phải tuân theo những lời dạy của Phật. Chúng ta buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình chính là hồi đầu, chính là đã hồi quy, nương tựa y theo lời dạy của Phật. Hiện nay chúng ta chưa giác ngộ, chưa giác ngộ thì chúng ta không thể rời Phật, không thể rời pháp. Pháp tức là kinh luận. Trong kinh dạy cho chúng ta làm thì chúng ta hết lòng mà làm. Trong kinh dạy cho chúng ta không nên làm thì chúng ta không làm. Đây gọi là y giáo phụng hành. Giáo pháp nền tảng nhất và giáo pháp căn bản nhất thì Phật dạy cho chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta phụng thờ sư dưỡng, chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta tu tâm từ bi, chúng ta có làm được hay chưa? Không sát sanh. Chẳng những không sát sanh, tuyệt đối không làm não hại một chúng sanh. Nếu như khiến cho một chúng sanh nổi dậy phiền não thì chúng ta cũng có lỗi. Phật dạy chúng ta tu thập thiện nghiệp, chúng ta có làm được hay chưa? Đó là những lời Phật dạy chúng ta phải làm. Đây là mức độ thấp nhất. Nếu như chúng ta không chịu thực hành, vậy thì chúng ta học Phật học những gì? Chúng ta còn muốn vãng sanh, nhất định được vãng sanh. Vãng sanh vào địa ngục A Tỳ cũng là vãng sanh mà. Vãng sanh đến những nơi nào? Đến những nơi có nhiều tai nạn, có nhiều sự mê hoặc. Chúng tôi không thể không nói như vậy. Xưa kia cổ đức giảng kinh thuyết pháp rất kín đáo, điểm đến thì ngộ liền. Hiện nay dù điểm như thế nào cũng không thể giác ngộ, chỉ có nói toàn ra hết, nói cho rõ ràng cho quý vị. Mà nếu quý vị mà giác ngộ thì quý vị rất phi thường. Nói kín đáo thì ai hiểu nổi. Cho nên nay quyết định không còn lừa gạt mình nữa. Lừa gạt mình thì vô phương cứu chữa,
thì dễ đọa tam đồ, muốn ra thì rất khó. Cho nên không thể coi thường chuyện này, không phải là chuyện đùa. Nếu quý vị mà sơ suất thì tương lai quý vị sẽ bị thiệt thòi. Người khác làm thế nào là chuyện của họ, không có liên quan liên can về với ta. Tự mình phải lo chuyện của mình, nhất định phải quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Trong tam quy này, tịnh tâm chúng ta đặc biệt chú trọng chữ tịnh. Tịnh là gì? Là tâm thanh tịnh. Thế nào là tâm thanh tịnh? Nhất tâm niệm Phật, nhất tâm là tâm thanh tịnh. Nhị tâm thì không thanh tịnh. Cái gì gọi là nhất tâm? Trong 12 thời suốt ngày đến tối, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, nhớ Phật niệm Phật, trong tâm thật có A Di Đà Phật. Ngoại trừ A Di Đà Phật ra, không có cái gì, cũng không có. Điều này rất khó. Nếu quý vị hỏi tôi tu như thế nào, tôi niệm như thế nào, tôi nói cho quý vị biết, trong tâm tôi chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra, tất cả đều là A Di Đà Phật. Cách niệm của tôi là như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, một là tất cả là một, mỗi một chúng sanh đều là A Di Đà Phật, tuyệt đối không có sai khác. Cách niệm Phật của tôi là như vậy. Mỗi kiến côn trùng cũng là A Di Đà Phật, yêu ma quỷ quái cũng là A Di Đà Phật, cây cối hoa cỏ cũng là A Di Đà Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật có nói, tình và vô tình đồng viên chủng trí, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, quý vị hỏi tôi có niệm sai hay không? Tôi niệm không sai. Tại vì sao? Vì tôi niệm có căn cứ, căn cứ trong Tịnh Độ Tam Kinh. Nói Tây Phương Cực Lạc Thế Giới lục trần thuyết pháp, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới lục trần thuyết pháp là hóa thân của A Di Đà Phật. Hay nói cách khác, quý vị tu ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, lục căn của quý vị tiếp xúc toàn là A Di Đà Phật. Cách niệm Phật của tôi là như vậy, khác với cách niệm Phật của quý vị. Quý vị ngoài A Di Đà Phật ra hãy còn có những vị khác, tôi không có. Những danh hiệu của những vị Phật khác đều đổi thành danh hiệu của A Di Đà Phật. Nhất tâm sinh niệm, nhất hướng chuyên niệm, thì tâm của chúng ta đã giác ngộ. Như vậy thì quý vị đã hiểu rõ và minh bạch. Trong phước thứ ba, cầu thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm, bậc Bồ Tát mới phát Bồ Đề Tâm, nhị thừa vẫn chưa có phát Bồ Đề Tâm. Tinh sâu nhân quả, ngày nay chúng ta có mấy ai hiểu được nhân quả? Người nào thật sự tinh sâu nhân quả thì họ không bao giờ tạo ác nhân. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì khác với chúng sanh, Bồ Tát thì giác, chúng sanh thì mê. Lúc mê thì chúng sanh dám tạo tội nghiệp, dám tạo ác nhân, thì quả báo hiện tiền thì rất lo sợ. Bồ Tát không sợ quả báo, nhưng Bồ Tát sợ tạo ác nhân.
Cho nên Bồ Tát khởi tâm động niệm, lời nói hành vi rất chú ý, rất cẩn thận, tuyệt không tạo tác ác nghiệp. Họ không bao giờ tạo tác ác nghiệp thì đương nhiên không có ác báo. Bồ Tát thì giác ngộ, còn chúng ta thì mê hoặc, khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Đó là trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói như vậy. Pháp sư Không Nhất đã trở về đây nói với tôi rằng Pháp sư ở Đại lục Trung Quốc giảng kinh Di Lặc Bồ Tát sở vấn. Pháp sư thờ một tôn tượng Di Lặc Bồ Tát ở trên đài giảng kinh, nhưng tôn tượng Di Lặc Bồ Tát đó hai lần đều bị bể. Cho nên Pháp sư đến hỏi tôi, tôi nói không thể thờ tôn tượng Di Lặc Bồ Tát, trừ phi không có tượng Phật Bồ Tát nào cả thì được. Nếu như tìm những tượng Phật Bồ Tát khác để thờ thì không được. Vậy phải thờ tượng Phật nào? Phải thờ tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì kinh này là do Ngài giảng, như nay chúng tôi lên giảng đài thay Phật thuyết pháp, cầu Phật gia ra trì, thì nhất định phải thờ tôn tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư vị Pháp sư giảng kinh, về sau phải nhớ kỹ điều này, bất luận là giảng kinh gì, thấy đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật giảng. Ngài là bổn sư của chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi bổn sư, tuyệt đối không thể. Ở trước mặt chúng ta, bổn sư ở phía trước, nhưng nay trên giảng đàn này thì lại thờ Địa Tạng Bồ Tát. Vì sao lại thờ Địa Tạng Bồ Tát? Vì bổn sư dạy cho chúng ta. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, trước khi Di Lặc Bồ Tát giáng sanh, ở giữa khoảng thời gian đó rất dài, không có Phật trụ thế, cho nên Đức Thế Tôn đem sứ mạng giáo hóa chúng sanh ủy thác cho Địa Tạng Bồ Tát. Trong khoảng thời gian đó thì Địa Tạng Bồ Tát thay Phật giáo hóa chúng sanh, cho nên chúng ta có thể thờ Ngài vì Ngài thay cho Phật. Cách thờ này cũng có căn cứ, không thể tùy tiện mà thờ. Chúng ta phải điều phải y giáo phụng hành thì mới gọi là đệ tử Phật. Tinh sâu nhân quả, kế tiếp là đọc tụng kinh Đại Thừa, khuyên người tu hành. Đọc tụng kinh Đại Thừa là công khóa. Có số đồng tu, có số đồng học, họ tu cũng khá. Họ nói với tôi rằng, thưa Pháp Sư, nếu Pháp Sư thấy tôi có lỗi làm gì, xin nói cho tôi biết. Họ nói lời như vậy rất là hiếm có. Tôi giảng đạo lý cho họ nghe. Lúc tôi còn đang tu học ở Đài Trung, thầy Lý thường dạy cho chúng tôi. Thầy nói dạy dỗ học sinh, dạy dỗ con cái đều phải dạy lúc còn nhỏ, chưa thành niên. Con trai chưa đến 20 tuổi có thể dạy dỗ nó. Con gái chưa đến 16 tuổi. Nếu con gái 16 tuổi là thành niên, con trai 20 tuổi là thành niên. Chưa đến 16 tuổi có thể dạy dỗ nó. Thành niên rồi thì không thể dạy dỗ. Thành niên rồi thì không thể dạy. Chúng nó có lỗi làm gì cũng không thể nói. Không thể nói phải làm sao đây? Phải ám thị, tức ngầm dạy bảo. Cũng tức là chúng tôi thường giảng, nói đến đó thì ngưng. Họ có hiểu không? Không hiểu thì thôi.
40 tuổi về sau thì không thể nói lỗi lầm của họ, chỉ là ám thị cho họ mà thôi. Tại vì sao? Vì con người đến 40 tuổi là thuộc cuối đời rồi. Quý vị nên biết, cổ nhân thường nói, nhân sâm thất thập cổ lai hy, tức đời người sống đến 70 rất ít. 40 tuổi về sau là cuối đời. Quý vị mỗi ngày đọc báo đều nhìn thấy hai chữ cáo phó. Những người qua đời chưa đến 60 thì là quá nhiều, quá nhiều. Cho nên những người đến tuổi tác này thì không có ai nói lỗi lầm của họ nữa, cũng không ám thị cho họ. Chúng ta phải làm sao đây? Có lỗi mà không thể sửa, tương lai nhất định đọa vào tam đồ. Duy chỉ có một biện pháp là đọc kinh. Cho nên Phật dạy quý vị phải đọc tụng kinh Đại Thừa. Đọc tụng kinh Đại Thừa lại sợ quý vị không hiểu, nên Tổ Ấn Quang rất từ bi. Mọi người đều biết Đại sư Ấn Quang là Tây Phương Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Lời của Đại sư Ấn Quang nói tức là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát nói. Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta đọc những cuốn sách nào? Ngài dạy chúng ta đọc ba cuốn sách, tức Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiền và An Sĩ Toàn Thư. Vì sao Ngài phải dạy chúng ta đọc ba cuốn sách này mà không dạy chúng ta đọc tụng kinh điển Đại Thừa? Vì đọc ba cuốn sách này rồi thì chúng ta rất dễ phát hiện lỗi lầm của mình. Vì không có người nói lỗi của chúng ta, thì chỉ có tự chúng ta đọc ba cuốn sách này mới thấy được lỗi lầm của mình. Cho nên trước khi tôi còn ở Đài Loan, khóa tụng buổi tối của tôi là đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiền. Tôi cũng khuyến khích cho các đồng học khóa tụng buổi tối phải đọc thêm một biến Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, hết lòng mà phản tỉnh. Những thiện pháp trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiền chúng ta có tu hay không, và những ác pháp chúng ta có đoạn hay chưa. Mục đích đọc tụng kinh Đại Thừa là giúp cho chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta ngày nay là không biết mình có lỗi lầm. Cứ nghĩ mình là tâm thiện, hành thiện, mỗi ngày làm rất nhiều việc tốt, làm rất nhiều công đức, cũng không có người khen ngợi ta, lại còn làm phiền ta. Ta không có lỗi với người khác, ngược lại tất cả mọi người đều có lỗi với ta. Đó là chúng ta không biết lỗi lầm của mình. Phải làm thế nào cứu mình đây? Ngoại trừ đọc kinh ra, không có phương pháp thứ hai. Phải đọc nhiều lần. Cổ nhân thường nói, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa lý. Mỗi ngày phải đọc, mỗi ngày phản tỉnh, mỗi ngày sửa lỗi. Người thật sự đọc sách thì họ y giáo phụng hành. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong cuốn Tịnh Ngữ có khai thị. Những đoạn khai thị đó tuy đơn giản nhưng nhiều lần khuyên chúng ta phải thật sự cố gắng dụng tâm, dụng công.
Ngày nay chúng ta học Phật, công phu không đắc lực vì không hết lòng dụng công. Nghe chỉ là nghe, học chỉ là học mà thôi, không có thực hiện trong cuộc sống, không có đem quan niệm sai lầm của mình sửa lại cho đúng. Cách sửa lỗi thù thắng nhất là từ trong tâm mà sửa. Nếu từ trên hình, từ trên hành vi mà sửa thì vẫn không được triệt để. Trong tâm sửa mới là triệt để sửa lỗi, thì gọi là chân tu hành. Chúng ta đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật trong thế gian nhìn không được rõ, nhìn được mặt bên này không thấy mặt bên kia. Thấy không được viên mãn, thấy không được toàn vẹn. Cho nên có lúc hành vi tạo tác, về sau gặp phải quả báo không tốt. Xảy ra những chuyện như vậy thật là quá nhiều. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là học vấn tu dưỡng của quý vị không đủ và kiến thức của quý vị không đủ. Nếu chúng ta không chịu cố gắng tu học, thì phải quấy tà chánh đều điên đảo. Cho nên đọc tụng kinh Đại Thừa rất là quan trọng. Ngày nay chúng ta đọc tụng kinh Đại Thừa vẫn phải tuân theo những lời của Tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải đọc Liễu Phàm Tử Huấn, nhất định phải đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Văn tự của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên không nhiều, chỉ có hơn 1.300 chữ. Mỗi ngày chúng ta phải đọc, còn phải đọc Liễu Phàm Tử Huấn, ít nhất một tuần đọc một lần. Đây gọi là giáo dục căn bản. Chúng ta học Phật không thể không có căn bản. Căn bản là giúp cho chúng ta đoạn ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm. Nếu không đi theo hai cuốn sách này mà tu học, chỉ tu học những phương pháp khác thì rất khó thành tựu. Khuyên người tu hành là giúp cho người khác, tức là có lòng đại từ đại bi. Tự chúng ta đã hồi đầu cũng giúp cho người khác biết hồi đầu. Đó là Phật tại trong kinh Đại Thừa thường dạy cho chúng ta, cũng là việc làm đệ nhất công đức trong thế xuất thế gian, chính là giúp cho người khác hồi đầu, giúp cho người khác giác ngộ. Trong những ân đức cũng là lớn lao nhất. Ân đức của Phật thế xuất thế gian không gì sánh bằng. Phật đối với chúng ta có những ân đức gì, Ngài giúp cho chúng ta giác ngộ. Nếu chúng ta không tiếp xúc Phật Pháp, không đọc kinh Phật, thì chúng ta làm sao biết giác ngộ, thì làm sao biết phát tâm. Cho nên phát Bồ Đề Tâm là xây dựng trên lòng đại từ đại bi. Cho nên niệm Phật có giới, có định, thì phải nói đến văn, tức là nghe. Văn là văn trong tam huệ, văn tư tâm, văn tư tu, không phải là nghe của tai nghe. Tuy chữ văn này là nghe, nhưng quý vị không nên hiểu sai. Thể nghe thì hiểu rõ, thì giác ngộ. Hiểu rõ giác ngộ thì dùng chữ tư làm đại biểu. Quý vị nên biết tam huệ văn tư tu, ba chữ này, ba mà một, một mà ba, không thể phân chia, không có trước sau, thì gọi là trí huệ của Bồ Tát.
Nếu quý vị đem nó chia thành ba, văn là văn, tư là tư, tu là tu, vậy thì sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Văn là đại biểu tiếp xúc, mắt thấy tai nghe thân chạm, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài lục trần, dùng một chữ văn làm đại biểu. Thể vừa tiếp xúc thì quý vị thông đạt thì hiểu rõ, thông đạt hiểu rõ dùng chữ tư làm đại biểu. Thể vừa thông đạt thì là không mê, không mê tức là tu. Cho nên văn tư tu là một sự việc đồng thời hoàn thành, không có trước sau thứ tự, gọi là tam huệ. Chúng ta làm không được, A-la-hán cũng làm không được, Bích Chi Phật cũng làm không được. Nếu như đem ba chữ văn tư tu này chia ra thành ba thì chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên nhất định phải hiểu chữ huệ trong tam huệ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Huệ là huệ trong giới định huệ. Nếu trí huệ chưa khai thì quý vị không có văn tư tu, tức không có tam huệ. Sau khi trí huệ đã khai thì trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật, tam huệ đều hiện tiền. Chúng tôi có thể nói huệ trong giới định huệ là căn bản trí. Tam huệ của Bồ Tát là hậu đắc trí. Huệ trong giới định huệ là căn, là bản thể của trí huệ. Tam huệ là khởi dụng của trí huệ. Thể và dụng không hai. Cách giảng như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn, khái niệm cũng rõ ràng hơn. Quý vị không thể hiểu lầm. Đó gọi là văn ngã danh hiệu. Sau khi nghe được danh hiệu thì nhất định phát tâm. Tại vì sao? Vì tam huệ khởi dụng, nhất định là phát tâm. Phát cái tâm gì? Phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề là tiếng Phạn. Ý nghĩa là giác. Tâm của họ đã giác ngộ. Vừa nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật thì họ đã giác ngộ. Danh hiệu của A-di-đà Phật là ý nghĩa gì? A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là vô lượng giác. Nghe được danh hiệu này, không lẽ không giác ngộ hay sao? Nếu mỗi ngày niệm A Di Đà Phật mà vẫn còn thị phi nhân ngã thì không thể giác ngộ. Vì sao không giác ngộ? Vì không hiểu được ý nghĩa của danh hiệu. Tuy mỗi ngày niệm A Di Đà Phật nhưng không biết ý nghĩa của A Di Đà Phật là gì, cho nên họ không giác ngộ. Vì sao trong kinh nói công đức danh hiệu rất thù thắng, từ một niệm đến mười niệm đều được vãng sanh Cực Lạc thế giới đi làm Phật. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, vì sao ngài không hướng dẫn đại chúng niệm Phật mà mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp cực nhọc như vậy? Quý vị nghĩ xem, nếu quý vị là Thích Ca Mâu Ni Phật thì quý vị sẽ làm như thế nào? Tôi tin rằng quý vị nhất định là hướng dẫn đại chúng niệm Phật, không cần giảng kinh, như vậy thì rất tự tại.
Pháp môn niệm Phật là dị hành đạo, phải thông đạt giáo lý mới được, không thông thì không được. Nhưng cũng có những người không thông giáo lý, họ niệm Phật cũng được vãng sanh. Đó là họ trong đời quá khứ đã học qua giáo lý, họ đã thông đạt. Không phải họ không thông, họ vốn là đã thông đạt, nhưng vì có chỗ nào đó bị bế tắc cho đến đời này không thông. Thế nhưng có người dạy họ niệm Phật thì chỗ bế tắc đó cũng dễ phá trừ, thì họ liền thông đạt mới được vãng sanh. Đây tức là trong đời quá khứ có tu học Phật Pháp, nay thiện căn phước đức nhân duyên thành thục, tuy không thông giáo lý nhưng họ cũng được vãng sanh. Vì trong đời quá khứ nhiều đời nhiều kiếp họ đã tu học qua giáo lý, cho nên họ có thể nhất tâm xưng niệm, họ có thể buông bỏ được vạn duyên. Còn chúng ta thì trong đời quá khứ không có tu thiện căn phước đức, và lại trong đời này cũng không chịu hết lòng tu học, cho nên không buông bỏ được, vĩnh viễn bị bế tắc. Còn họ thì được thành tựu. Những sự và lý này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Vì vậy Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Từ Đại Bi mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, ngài đã nói suốt 49 năm. Hiện nay có một vấn đề các đồng học nói với tôi rằng ở Đại lục Trung Quốc có rất nhiều đồng tham đạo hữu cũng đều niệm Phật. Họ nói nhớ Pháp Sư niệm Phật, vậy thì hỏng hết. Cách niệm này là sai rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy phải nhớ Phật niệm Phật, không phải là nhớ Pháp Sư niệm Phật. Một cái tâm mà hai dùng thì không phải là nhất tâm niệm Phật, vì là nhị tâm niệm như vậy không được vãng sanh. Cho nên các đồng tu trở về đại lục khuyên bảo mọi người phải chuyên niệm A Di Đà Phật, không nên nhớ Pháp Sư. Nếu nhớ Pháp Sư thì sẽ chướng ngại quý vị vãng sanh. Nay tôi nói rõ cho quý vị biết, tương lai quý vị không được vãng sanh thì đừng có trách tôi, tôi không có chướng ngại quý vị. Tôi còn nhớ hình như vào năm 1985-86, tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Thân mẫu của tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông, chúng tôi gặp mặt tại Hồng Kông. Từ khi giải phóng, chúng tôi đã cách nhau 36 năm. Lần đầu tiên gặp mặt, bà đến Hồng Kông nghe tôi giảng kinh. Sau khi tôi giảng xong, chúng tôi trò chuyện với nhau. Bà nói bà rất nhớ tôi. Thì tôi nói rằng từ nay về sau không nên nhớ tôi, hãy nhớ A Di Đà Phật. Bà nghe lời tôi nói, chuyên nhớ A Di Đà Phật. Tương lai chúng ta đều đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày chúng ta cũng ở chung với nhau. Nếu nhớ tôi thì tạo lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không thể ở chung với nhau. Nhớ A Di Đà Phật là tốt nhất. Điều này rất quan trọng. Muôn ngàn trở nên hiểu sai thì mới gọi là chân chánh giác ngộ. Bồ đề tâm ý nghĩa rất sâu rộng,
cũng vì muốn giải thích cho dễ hiểu nên cổ nhân thường nói có hai thứ Bồ Đề Tâm, một thứ là duyên sự Bồ Đề Tâm, một thứ là duyên lý Bồ Đề Tâm. Từ trên mặt sự mà nói, tức là trong kinh thường nói tứ hoàng thệ nguyện. Tứ hoàng thệ nguyện là Bồ Đề Tâm. Còn trong bộ kinh này thì nói 48 nguyện chính là Bồ Đề Tâm. A Di Đà Phật đã phát Đại Bồ Đề Tâm, đã phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Trong 48 nguyện, nguyện nguyện điều độ chúng sanh. Câu thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta có phát cái tâm này hay chưa? Nếu chúng ta thấy có chúng sanh nào rất đáng ghét, chúng sanh nào mà ta không thích, thì chúng ta không độ họ. Như vậy thì Bồ Đề Tâm của chúng ta là giả. Còn chúng sanh nào mà ta thích thì ta độ họ. Thật ra tự độ mình cũng chưa xong thì làm sao có khả năng độ người khác? Hoàn toàn là lời giả dối. Quý vị nên biết, hệ phát Bồ Đề Tâm thì tâm của quý vị là bình đẳng. Cho nên thật sự phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phát cái tâm này tức là phải độ mười phương chúng sanh. Quý vị phải quan tâm mười phương chúng sanh, phải thương yêu che chở mười phương chúng sanh, toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho mười phương chúng sanh. Hệ phát được Bồ Đề Tâm này thì quý vị đối với tất cả chúng sanh làm gì có ý niệm tốt xấu. Nếu quý vị đối với tất cả chúng sanh còn có ưa thích, còn có chán ghét, thì quý vị chưa phát Bồ Đề Tâm. Khi ác quỷ hiện ra, ác ma hiện ra mà quý vị cũng thích độ họ, cũng muốn giúp đỡ họ, đây mới gọi là Bồ Đề Tâm. Nếu bây giờ quý vị gặp phải ác quỷ ác ma bị nó nhát sợ điếng người thì Bồ Đề Tâm đã chạy mất rồi, như vậy là giả. Bồ Đề Tâm đã chạy đi đâu rồi? Nhất định phải biết cách phát Bồ Đề Tâm như thế nào. Sau khi phát rồi thì phải làm theo đúng lời nguyện, tức là phải thực hành. Muốn thực hành thì tự mình nhất định phải tu hành. Tu hành bắt đầu tu từ đâu? Trước hết phải đoạn phiền não, tức là phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Vì sao chúng ta phải đoạn phiền não? Vì độ tất cả chúng sanh đoạn phiền não, không phải vì cá nhân mình. Vì cá nhân mình đoạn phiền não không phải là Bồ Đề Tâm. Nếu Bồ Đề Tâm của quý vị quá nhỏ, đó chỉ là tự độ mình mà thôi, không phải vì độ chúng sanh. Tâm của hàng nhị thừa không phải Bồ Đề Tâm. Hàng nhị thừa không có Bồ Đề Tâm. Chúng ta vì độ tất cả chúng sanh đoạn phiền não, sau khi đã đoạn phiền não thì mới học pháp môn. Ngày nay chúng ta không thể học pháp môn, tức không có tư cách học pháp môn. Cho nên tôi khuyên các đồng học, trong tất cả kinh điển hãy chọn lấy một bộ kinh, thâm nhập một môn, trường thời huân tu. Ý nghĩa của tám chữ này quý vị có hiểu hay không? Thâm nhập một môn là tu định.
Thường thời huân tu là từ trong định khai huệ. Ngày nay chúng ta đang tu học là giới định, là bắt đầu từ thâm nhập một môn trường thời huân tu. Nếu như vừa bắt đầu mà quý vị học pháp môn thì quý vị sẽ thất bại, nhất định là sai lầm. Tại vì sao? Vì trí huệ chưa khai. Quý vị tu học những pháp môn đó, như Đại sư Thanh Lương có nói, chỉ là tăng trưởng tà kiến, không phải tăng trưởng trí huệ, mà là tăng trưởng tà kiến. Đến lúc nào thì mới học pháp môn? Đến khi nào quý vị trí huệ đã khai thì có thể học pháp môn. Phần sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã nêu gương cho chúng ta. Thiện Tài Đồng Tử theo học với Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát là thầy của Ngài. Ngài tu học dụng công phu như thế nào? Là thâm nhập một môn trường thời huân tu. Ngài chuyên tu một môn, tức tu giới định để đoạn phiền não. Tu một môn là đoạn phiền não, tu một môn là tu tâm thanh tịnh. Phiền não đã nhẹ, chúng ta không thể nói đã đoạn. Đoạn thì quá khó, thì quá khó. Phiền não nhẹ thì trí huệ sanh. Quý vị có thể tu học những pháp môn khác thì dễ thông đạt, gọi là thông một kinh thì tất cả, thì thông tất cả kinh. Đây là bí quyết tu hành của Phật pháp. Vì sao tôi đặc biệt cảm tạ thầy Lý? Vì cái bí quyết này do Ngài truyền thọ cho tôi. Tôi theo Ngài tu học trong 10 năm học 5 bộ kinh. Quý vị ở Phật học viện trong một học kỳ cũng chỉ học 5 bộ kinh. Tôi trong 10 năm học 5 bộ kinh. Có lẽ quý vị nghe nói 5 bộ kinh này đều nghĩ rằng cũng không nhiều lắm. Bộ kinh đầu tiên tôi học là kinh Tiểu Thừa, tức kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng. Bộ kinh thứ hai là Phật Thuyết Kinh A Di Đà. Bộ kinh thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện. Đều là những bộ kinh nhỏ, phân lượng rất ít. Bộ kinh thứ tư là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bộ kinh thứ năm là Đại Kinh, tức kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Thầy Lý dạy cho chúng tôi học giảng kinh. Học một bộ kinh phải biết giảng thì mới cho học bộ kinh thứ hai. Nếu không biết giảng thì nhất định không cho bộ học bộ kinh thứ hai. Sao gọi là biết giảng? Y theo tiêu chuẩn của Ngài thì phải lên đài giảng. Ngài nhận thấy chúng tôi giảng cũng khá thì Ngài gật đầu đồng ý. Nếu Ngài nhận thấy giảng còn kém lắm thì quý vị vẫn phải tiếp tục học một bộ kinh này. Cái phương pháp này rất hay, thâm nhập một môn, khiến cho quý vị trong quá trình tôi học được vững chắc. Trước kia tôi học kinh Lăng Nghiêm 3 năm, suốt 3 năm trong đầu óc chỉ có một bộ kinh, ngoài ra cái gì cũng không có. Cho nên mới được định thì khai huệ. Tôi không có học kinh Hoa Nghiêm, cũng không có học kinh Pháp Hoa. Nói đến giảng kinh Hoa Nghiêm là chúng tôi thỉnh thầy Lý tuyên giảng. Chúng tôi 8 người đồng thỉnh thầy Lý tuyên giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi là một trong 8 người. Lúc đó tôi chỉ nghe được một quyển. Trọn bộ kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển. Tôi đã nghe hết quyển thứ nhất. Về sau tôi đến Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm.
Tôi nghe được quyển thứ nhất ở phần sau 79 quyển, tôi cũng biết giảng. Tôi chưa có nghe Kinh Pháp Hoa mà tôi cũng biết giảng. Cái phương pháp này Thầy dạy cho tôi vì tôi thật sự chịu học. Thầy dạy tôi học một bộ kinh thì tôi học một bộ kinh. Thầy dạy tôi không được xem những kinh điển khác thì tôi không xem những kinh điển khác. Cho nên tôi biết giảng kinh. Còn những đồng học khác không tin thầy dạy, bề ngoài thì theo thầy học một bộ, ngoài ra còn xem rất nhiều kinh điển khác. Mỗi ngày ta tìm kinh luận, mỗi ngày đọc tụng rất nhiều kinh luận. Tôi nghe lời thầy dạy cho nên thầy cũng không thiên vị ai. Thầy giảng dạy bình đẳng. Tôi tu học có được thành tựu là vì tôi nghe lời thầy dạy. Tôi tuyệt đối không trái lời thầy dạy. Y theo quy củ tu học, tức là trì giới, nhất tâm chuyên học, tức là tu định. Mỗi ngày đang nghiên cứu, mỗi ngày đang giảng giải, tức là tu huệ. Tu học giới định huệ là đắp nền tảng, đắp nền tảng cho vững chắc. Sau đó trí huệ dần dần mở mang, thì lúc đó có thể học thêm những kinh luận khác. Hiện nay tôi đã giảng rất nhiều kinh luận, ít nhất cũng có 30-40 bộ. Những số kinh luận đó không phải ở đài chung tu học, cho nên đắp nền tảng tu học là điều quan trọng hơn hết. Cho nên trước tiên nhất định phải đoạn phiền não. Trong đoạn phiền não, điều quan trọng nhất, một là bố thí, hai là nhẫn nhục. Quý vị hãy đọc Kinh Kim Cang thì biết. Tôi ở Đài Trung có học Kinh Kim Cang, và lại rất hết lòng mà tu học. Tôi còn nhớ thời gian tu học là một năm. Bố thí là buông bỏ. Nếu quý vị buông bỏ được, vì trong Lục Ba La Mật giảng về bố thí và nhẫn nhục được giảng nhiều nhất. Pháp nào được giảng nhiều nhất là quan trọng nhất. Trước tiên dạy cho quý vị phải buông bỏ, sau đó dạy cho quý vị phải có tâm nhẫn nại. Nếu quý vị nhẫn nại được thì quý vị sẽ có tiến bộ, mới có tinh tấn, mới có thiền định, mới có trí huệ. Nếu quý vị không thể buông bỏ, không thể giữ quy củ, trì giới là giữ quy củ, tức là giữ phép tắc. Nếu quý vị không giữ được thì làm sao có được thành tựu? Chúng ta phải thực hiện Lục Ba La Mật. Nếu không buông bỏ thì không được, không thể nhập môn. Thầy chọn học trò thật ra là chọn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là buông bỏ được. Điều kiện thứ hai là tâm nhẫn nại, thì người này có thể thành tựu. Thầy chọn người này để dạy dỗ, giúp cho họ được thành tựu. Nếu không hội đủ hai điều kiện này, tức là duyên chưa thành thục. Dù thầy có giúp cho họ, nhưng họ cũng không thể thành tựu. Tại vì sao? Vì bản thân của họ không hội đủ hai điều kiện này. Rất quan trọng. Cho nên trước tiên nhất định phải đoạn phiền não. Tu lục độ, tức là chúng ta phải đoạn sáu thứ phiền não. Quý vị phải hiểu đạo lý này.
tất cả chúng sanh đều có sáu thứ phiền não, nên Phật dùng sáu thứ phương pháp để đối trị. Bố thí là độ tham lam bỏng sẻn. Lòng tham của lục đạo phàm phu rất nặng, không đạt được thì mong đạt được, đạt được rồi thì không chịu buông bỏ. Tham lam bỏng sẻn, tham lam bỏng sẻn là ngạ quỷ đạo. Cổ nhân thường nói, sống với, sống cùng với ma quỷ, nghĩa là thế nào? Tức là mỗi ngày sống cuộc sống như ma quỷ, vì tham lam bỏng sẻn là ma quỷ. Hiện tại là sống cuộc sống ma quỷ, tương lai chết rồi thì họ sẽ là ma quỷ. Cho nên bố thí là độ tham lam bỏng sẻn. Bố thí là bảo quý vị buông bỏ hết tất cả. Lúc tôi còn trẻ chưa học Phật, tôi rất thích học hành, rất thích kinh sách. Sau này tôi đến Đài Trung cầu học với thầy Lý. Đúng vào lúc đó thầy Lý đang xây dựng thư viện Từ Quang, vẫn còn đang trong thời gian trù bị. Lúc đó tôi đến Đài Trung gặp thầy, thầy bảo tôi đến thư viện làm công quả. Lúc đó tôi có cất giữ một số kinh sách, tôi liền đem số kinh sách đó toàn bộ biếu tặng hết cho thư viện. Tôi có thể buông bỏ những gì tôi yêu quý nhất. Cho nên quý vị phải thực hiện, phải có hành động biểu hiện thì mới thật sự buông bỏ được. Sau khi tôi đến thân cận thầy Lý, tôi cũng đã biếu tặng hết tất cả kinh sách. Tôi ở trong thư viện làm công quả, thầy thường dạy cho chúng tôi phải thật sự phát tâm mà tu học. Trì giới là giữ phép tắc, nhất định phải y giáo phụng hành. Thầy dạy như thế nào thì chúng tôi làm như thế đó. Cho nên tôi tu học là một môn thâm nhập. Trước tiên thầy nêu ra ba điều kiện, tôi đều tuân theo lời thầy dạy. Tôi cũng đã có nói cho quý vị biết ba điều kiện này. Điều kiện thứ nhất, chỉ có thể nghe thầy một người giảng kinh thuyết pháp. Ngoại trừ thầy ra, bất cứ vị đại đức xuất gia hay tại gia nào giảng kinh thuyết pháp đều không được nghe. Tôi y giáo phụng hành. Những vị đại đức pháp sư khác giảng kinh thuyết pháp không được nghe, huống hồ những chuyện thị phi bên ngoài càng không được nghe. Chỉ nghe thầy một người nói mà thôi. Điều kiện thứ hai, từ nay trở đi muốn xem kinh sách, bất luận kinh sách nào, phải được thầy đồng ý. Nếu thầy không đồng ý, bất luận kinh sách nào cũng không được xem. Điều kiện thứ ba, trước kia đã học qua những gì thầy không thừa nhận, hoàn toàn phế bỏ hết, nay theo thầy học lại từ đầu. Đây gọi là trì giới. Tôi hoàn toàn tuân theo phương pháp chỉ dạy của thầy mà thật sự hết lòng thực hành, cho nên tôi mới có được thành tựu. Nếu thầy dạy quý vị mà quý vị không chịu nghe theo thì không có cách nào, thì quý vị không được thành tựu.
Ở Tân Gia Ba này có Pháp Sư Diễn Bồi, Ngài là tiền bối của tôi. Ngài đã vãng sanh rồi. Rất là đáng tiếc, lúc Ngài còn là một sa di, Ngài xuất gia từ thở nhỏ, thân cận với lão Pháp Sư Đế Nhàn. Đây là một vị cao tăng cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc. Ngài nói với tôi rằng lão Hòa Thượng Đế Nhàn cũng có nêu ra ba điều kiện như vậy. Đến sau này chúng tôi mới hiểu rõ ba điều kiện này là tổ tổ tương truyền. Nếu vị thầy nhận thấy đứa học trò này có thể đào tạo được thành tựu, thì thầy nêu ra ba điều kiện để hạn chế học trò. Còn như nhận thấy không thể đào tạo được thành tựu, thì không có nêu ra điều kiện hạn chế học trò. Trong số đồng học ở Đài Trung, tôi được biết thầy chưa bao giờ yêu cầu họ phải giữ điều kiện gì. Thầy chỉ đối với tôi một người. Vì sao thầy không đối với người khác mà lại đối với tôi như vậy? Vì tôi có thể tuân theo, người khác không thể tuân theo. Nếu thầy yêu cầu họ bề ngoài họ tuân theo, nhưng họ không làm được, thầy có trí huệ thông minh, biết họ không làm được thì không hạn chế họ. Nếu họ chịu làm thì nêu ra điều kiện hạn chế họ. Như lão Hòa Thượng Đế Nhàn cũng nêu ra ba điều kiện yêu cầu Pháp Sư Diễn Bồi tuân theo, nhưng Pháp Sư Diễn Bồi chỉ tuân thân cận lão Hòa Thượng Đế Nhàn một năm thì rời khỏi đạo tràng, đi tìm nơi khác. Ngài đi đến nơi nào? Đi đến thân cận Pháp Sư Thái Hư ở Nam Phổ Đà, huyện Hạ Môn. Lúc đó Pháp Sư Thái Hư đang mở Phật học viện. Ngài đã động tâm đi đến nơi đó thân cận Pháp Sư Thái Hư. Cách giảng dạy của Pháp Sư Thái Hư hoàn toàn khác với cách giảng dạy của lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Pháp Sư Thái Hư là tân phái, chế độ giảng dạy là chọn lấy cách thức của phương Tây, khai giảng rất nhiều môn học, thỉnh rất nhiều giảng sư, tức là Phật học viện ngày nay. Còn cách giảng dạy của lão Hòa Thượng Đế Nhàn là theo phương pháp của cổ đức, gọi là sư thừa. Cho nên tôi tu học là từ sư thừa mà ra, không phải học trong Phật học viện. Sư thừa tức là có thầy truyền thừa, thì thầy đối với học trò phải gánh chịu trách nhiệm. Chỉ cần học trò chịu học, nếu không chịu học thì không có cách gì. Còn như học trò chịu học thì thầy đối với học trò hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm. Cái ơn đức này rất lớn lao, cho nên phải bắt đầu đoạn phiền não hạ thủ. Sau khi đoạn phiền não rồi thì mới có khả năng học pháp môn. Chúng ta thấy Thiện Tài đồng tử, ngài tu học với Bồ Văn Thù Bồ Tát đã thành tựu tam học giới định huệ. Khi đã mở mang trí huệ thì thầy không còn hạn chế nữa, cho phép đi ra ngoài tham học. Bất cứ ai giảng kinh thuyết pháp đều có thể nghe, bất luận loại kinh sách gì cũng có thể xem, hoàn toàn không hạn chế. Vì sao trước kia phải hạn chế? Vì trước kia quý vị chưa có khả năng phân biệt phải quấy, e sợ quý vị gặp phải thì bị người dụ dỗ mê hoặc. Bây giờ quý vị đã có khả năng phân biệt chân vọng, phân biệt tà chánh, phân biệt phải quấy, phân biệt thiện ác. Chỉ cần quý vị có khả năng như vậy thì có thể đi ra ngoài tham học. Cổ nhân gọi là xuất sư, quý vị có khả năng như vậy thì gọi là đã tốt nghiệp.
Nếu không có khả năng như vậy thì chưa tốt nghiệp. Có khả năng như vậy thì mới gọi là có thể tốt nghiệp. Thì thầy để cho quý vị đi tham học, không giữ lại, không giữ quý vị ở lại. Tại vì sao? Nếu giữ quý vị ở lại một ngày thì có lỗi với quý vị. Cho nên trong thời gian thân cận với thầy đã thành tựu căn bản trí, đi ra ngoài tham học là để thành tựu hậu đắc trí. Trí huệ của quý vị đã thật sự viên mãn, lúc đó mới là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu trí huệ chưa khai thì không thể học nhiều pháp môn. Học nhiều pháp môn nhất định là có chướng ngại. Đây là từ trên mặt sự mà nói. Phát Bồ Đề Tâm, muốn học pháp môn, trước tiên đoạn phiền não, sau đó học pháp môn. Đoạn phiền não học pháp môn nhất định là đề cao cảnh giới của mình, phải không ngừng nâng cao cảnh giới của mình, sau cùng là Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành. Nếu như quý vị không thể nâng cao cảnh giới của mình thì quý vị không đạt được chân thật thọ dụng. Chân thật thọ dụng là cảnh giới hoàn toàn được nâng cao, lúc đó quý vị học Phật mới đạt được pháp hỷ sung mãn. Hôm nay tôi nhận được một tờ giấy do một vị đồng học viết gửi cho tôi. Tôi cũng không biết là ai. Ông ta nói niệm Phật vì sao càng niệm càng phiền não, còn tôi thì nói niệm Phật thì được pháp hỷ sung mãn. Ông ta niệm Phật không được pháp hỷ mà mỗi ngày sinh phiền não, hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi nói phải lão thật niệm Phật. Vì sao lại có phiền não? Vì vọng tưởng tạp niệm của ông quá nhiều, nên công phu không được đắc lực. Lúc niệm Phật phải buông bỏ vạn duyên. Cho nên vị pháp sư lãnh đạo trong niệm Phật đường gọi là đường chủ. Vị đường chủ thời thời khắc khắc nhắc nhở đại chúng niệm Phật phải buông bỏ vạn duyên, phải buông bỏ thần tầm thế giới, đề khởi một câu Phật hiệu. Đây là lời cảnh sách. Nếu như một mặt niệm Phật, một mặt trong tâm còn có lo lắng chuyện khác, còn có vọng tưởng tạp niệm, thì công phu của quý vị làm sao được đắc lực. Điều quan trọng nhất khi vào trong niệm Phật đường thì phải buông bỏ hết vạn duyên, không nghĩ đến những chuyện khác. Sau khi niệm Phật xong bước ra ngoài thì mới nghĩ đến những chuyện khác. Lúc đó quý vị đã có trí huệ. Nếu không vào niệm Phật đường niệm Phật mà muốn nghĩ làm chuyện gì thì là khó khăn. Sau khi niệm Phật xong lại nghĩ muốn làm chuyện gì đều được tội nguyện. Nếu như quý vị một mặt niệm Phật, một mặt nghĩ chuyện khác thì quý vị niệm Phật cũng không được đắc lực, nghĩ muốn làm chuyện gì cũng không được hoàn thành, cả hai mặt đều không đạt được. Cho nên các đồng tu niệm Phật phải nhớ kỹ, lúc quý vị niệm Phật dù có chuyện gì lớn gì đi nữa đều phải buông bỏ hết. Quý vị ở trong niệm Phật đường nhất tâm niệm Phật cho đến khi rời khỏi niệm Phật đường, rồi muốn làm chuyện gì thì làm. Lúc đó quý vị niệm Phật cũng được đắc lực, việc làm cũng được như ý, cả hai mặt đều đạt được. Tuyệt đối không được đồng thời làm một lúc. Lúc làm việc thì lại niệm Phật thì làm việc không được hoàn tất, lúc niệm Phật thì lại nghĩ làm việc thì niệm Phật cũng không được đắc lực. Cho nên không đúng như Pháp. Nếu đúng như Pháp thì nhất định được pháp hỷ sung mãn.
Nếu như còn có nghi hoặc thì nên nghe kinh. Nghe kinh sẽ đoạn nghi sanh tính, chuyển nghi thành ngộ. Vì vậy không thể không nghe kinh. Đạo tràng này của chúng ta rất thù thắng, mỗi ngày có giảng kinh, có niệm Phật. Tuy mỗi ngày có giảng kinh nhưng chỉ có 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ này đối với căn tánh của chúng ta hiện nay thật ra không đủ. Nếu chúng ta muốn công phu được đắc lực, mỗi ngày ít nhất phải nghe giảng kinh 4 tiếng đồng hồ. Nhưng người hiện nay mỗi ngày làm sao có 4 tiếng đồng hồ nghe kinh? Vì họ phải đi làm. Mỗi một người cũng có gia đình, có công việc, làm sao có thì giờ nhiều như vậy? Họ phải cố gắng nhín một ít thì giờ để nghe kinh. Không thể không hiểu lý, không thể không hiểu sự. Lý sự đều phải hiểu rõ, đều phải minh bạch thì quý vị sẽ buông bỏ được. Bây giờ quý vị học không thông, không buông bỏ được. Vì sao không buông bỏ được? Vì không hiểu đạo lý, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên quý vị không buông bỏ được. Nếu thật sự hiểu rõ minh bạch rồi thì rất dễ buông bỏ. Quý vị buông bỏ được thì tâm của quý vị là thanh tịnh, tâm của quý vị là bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng sanh trí huệ, không sanh phiền não. Nếu quý vị hãy còn sanh phiền não, đó là quý vị chưa buông bỏ được hết. Câu Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, hãy còn có một cách giảng khác là chuyên cầu sanh tịnh độ. Điều này đối với những người chúng ta hiện nay mà nói là phương tiện. Ta học Phật cầu những gì? Ta chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngoài ra cái gì cũng không cầu, buông bỏ hết tất cả. Đó cũng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thệ nguyện thành. Tuy thân thể còn trong thế gian này, nhưng ở khắp mọi nơi, tùy duyên tùy sức, đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho người có duyên. Thế nào là người có duyên? Tức là người chịu tu học. Phải giới thiệu như thế nào? Phải dùng tam luân diễn pháp. Tức là chúng ta phải có tâm chân thành, phải có tâm thanh tịnh bình đẳng, giúp cho người khác. Cái tâm này rất quan trọng. Chúng ta muốn đem pháp môn thù thắng này nói cho người khác nghe, trước tiên phải làm cho người khác nhìn thấy. Tại vì sao? Vì chúng ta nói thì họ mới tin. Nếu chúng ta nói mà tự mình làm không được, chúng ta làm nhưng lại hoàn toàn trái với lời của mình nói, thì người ta không tin. Chúng ta nhất định y theo những lời dạy trong kinh điển, phải làm cho được thì người khác mới tin chúng ta. Chúng ta làm cho người khác thấy. Đây mới là thật sự giúp cho người khác. Giúp cho người khác chính là thật sự giúp cho mình. Do đây mới biết
yêu quý người khác là thật sự yêu quý mình. Yêu quý mình mà không yêu quý người khác, đó là thật sự hại mình. Cái đạo lý này không sâu, rất cạn cợt. Đạo lý cạn cợt như vậy mà không biết bao nhiêu người bị mê hoặc, biết bao nhiêu người cũng không hiểu. Chư Phật Bồ Tát không có nghĩ đến cá nhân mình, chỉ có nghĩ đến chúng sanh. Chư Phật Bồ Tát có đạt được sự lợi ích hay không? Các ngài được sự lợi ích rất lớn lao như thế nào? Tức là không ai mà không tôn kính chư Phật Bồ Tát. Đó là sự lợi ích lớn lao của các ngài. Những hạng người nào chỉ biết yêu quý mình, không yêu quý người khác? Hãy xem lịch sử Trung Quốc vào thời xưa lịch đại đế vương. Họ yêu quý mình, cũng yêu quý người khác. Nếu họ không yêu quý quốc gia, cũng không yêu quý người dân, thì dân chúng sẽ lật đổ họ. Cho nên họ cũng thương nước, thương dân. Sau khi họ chết rồi, tất cả đều quên hết. Tôi hỏi quý vị, hoàng đế đời nhà Hán tên là gì? Quý vị có nói ra được hay không? Quý vị nói không ra. Tuy họ có thương người, nhưng tâm họ vẫn còn thương cá nhân nhiều hơn. Điều này không được, không thể so sánh với chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát chỉ thương chúng sanh, hoàn toàn không có cá nhân. Cho nên tất cả chúng sanh đều tôn kính chư Phật Bồ Tát, đều kính mến chư Phật Bồ Tát. Sự thật đã bày ở trước mặt chúng ta. Đó là chúng tôi nói một cách cạn cợt. Nếu nói sâu hơn nữa, nói một cách chân thật, trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh chính là ta. Cái lý này quá sâu, người thông thường nghe không hiểu. Quý vị nhất định phải phát tâm thì mới có thể tu các công đức. Công là gì? Công là công phu, tức là quý vị phải hết lòng mà tu. Đức là gì? Chữ đức và chữ đắc là cùng một ý nghĩa. Cho nên một phần cày bừa thì thu hoạch được một phần, mới có được sở đắc. Tu những công đức gì? Kế tiếp là nêu ra phụng hành lục ba la mật. Đây là nói cụ thể cho chúng ta biết, hoặc biết chúng ta tu những gì. Trong kinh điển, Phật thường chỉ dạy cho chúng ta, một là tất cả. Tất cả là một. Hai câu này là trong kinh Hoa Nghiêm nói, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Lục ba la mật là một pháp. Trong một pháp này đã bao gồm vô lượng vô biên Phật pháp. Tức một là tất cả. Vô lượng vô biên Phật pháp cũng có thể quy nạp trong một pháp này. Tức lục độ pháp. Nếu chúng ta thường tư duy mà quan sát,
sau đó mới đem căn tánh của mình có thể chuyển căn tánh, đem độn căn có thể chuyển biến thành lợi căn. Căn tánh tiểu thỉ có thể chuyển biến thành căn tánh viên đốn. Căn tánh của tất cả chúng sanh không phải là trời sanh, không phải là nhất định không thay đổi, nó là bất định pháp. Đại sư Thiện Đạo có nói, Ngài nói rằng niệm Phật vãng sanh phẩm vị cao thấp đều do gặp duyên không đồng. Lời của Ngài nói là nguyên tắc, nguyên lý. Vì căn tánh của tất cả chúng sanh khác nhau, là duyên cớ gì cũng đều do gặp duyên không đồng. Ngài nói rất đúng. Nhưng Phật tại trong kinh có nói, trong căn tánh có bất định tánh và định tánh. Bất định tánh khi gặp duyên thì chuyển biến dễ dàng. Nếu là định tánh, định tánh cũng chuyển được, tuy chuyển được nhưng rất khó khăn. Bất định tánh khi gặp duyên thì chuyển được liền, còn cái duyên của định tánh phải rất thâm hậu thì mới có thể chuyển được. Điều này tại trong Phật pháp chúng ta thấy được rất nhiều, đặc biệt là Đức Thế Tôn biểu diễn cho chúng ta, Ngài thị hiện cho chúng ta thấy. Ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, trong nhóm đệ tử thường theo Phật, trong kinh thường nói đến 1255 vị, căn tánh của họ đều khác nhau. Từ thượng thượng căn đến hạ hạ căn cũng có. Những người thượng căn theo Thích Ca Mâu Ni Phật, họ thường nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Hai ba năm thì khai ngộ, hoặc bảy tám năm thì khai ngộ, cũng có 10 năm thì khai ngộ. Còn những người trung hạ căn 20 năm hoặc 30 năm cũng được khai ngộ. Do đây mới biết đều do gặp duyên không đồng. Câu nói này đã nói rất rõ ràng. Ngày nay chúng ta tu học tuy không sánh bằng pháp duyên thù thắng của chư Phật Bồ Tát, chúng ta tu học trong thời đại này, pháp duyên của chúng ta cũng kể là rất thù thắng. Chúng ta tu học như vậy có được thành tựu hay không? Chúng ta có được thành tựu hay không? Vẫn là một chữ duyên này. Duyên như thế nào? Tức là quý vị phải nắm lấy cái duyên này. Nếu như đã sơ suất, không biết nắm lấy cái duyên, tức là đã bỏ lỡ cơ hội, thì là rất đáng tiếc. Quý vị phải nắm lấy cái duyên, nắm lấy cơ hội này, thì không ai mà không được thành tựu. Chúng ta muốn hỏi, thế nào mới gọi là nắm chặt lấy cơ hội? Phật tại trong kinh có nói,
Phật nói không biết là bao nhiêu lần. Trong mỗi một bộ kinh, Phật lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong đại kinh Phật lặp lại không biết là bao nhiêu lần. Tất cầu thọ trì độc tụng vì người diễn nói. Tôi vừa đọc ra thì quý vị đều biết, quý vị cũng biết đọc, nhưng quý vị không có thọ trì. Thọ là tiếp nhận, có thể tin, có thể hiểu, gọi là thọ. Trì là vĩnh viễn duy trì, không để mất đi. Trong thọ trì, trì là phải cố gắng thực hiện cho được. Quý vị đã tin, đã hiểu những lý luận, phương pháp và cảnh giới, phải thực hiện trong cuộc sống, gọi là trì, gọi chung là thọ trì. Đó là quý vị đã thực hiện được vẫn chưa đủ. Mỗi ngày phải đọc tụng. Đọc tụng là thân cận thầy, là thân cận thiện tri thức. Thời thời khắc khắc nhắc nhở mình không quên mất. Được như vậy thì mỗi ngày quý vị sẽ có tiến bộ. Sau đó vì người diễn nói là nêu gương cho người khác thấy, cũng gọi là biểu diễn. Người khác thấy rồi, nhất định họ sẽ cảm động. Người có thiện căn thì sẽ cảm động, còn người không có thiện căn thì sẽ nghi hoặc. Họ đến thỉnh giáo với quý vị, quý vị phải giải thích cho họ vì họ thuyết pháp. Quý vị nên biết Phật pháp là sư đạo, sư đạo tôn nghiêm. Chỉ nghe đến học, chưa nghe đi dạy. Cho nên nếu quý vị là một vị pháp sư hoặc là một vị cư sĩ đại đức, quý vị có khả năng giảng kinh thuyết pháp, người ta nhất định phải đến thỉnh quý vị. Nếu họ không biết thỉnh thì sao? Phải có thiện xảo phương tiện tìm người khác. Quý bảy, quý vị bảo người khác đến thỉnh, không thể tự mình nói, nên bảo người khác nói, và họ phải đến thỉnh. Đó là thiện xảo phương tiện. Nếu họ không đến thỉnh thì chúng ta đi đâu thuyết pháp cho họ nghe? Từ xưa đến nay không có cái lệ như vậy. Tuy trong kinh có nói Bồ Tát là bạn không cần thỉnh, một người hoặc hai ba người thì không cần thỉnh, vì không phải là đoàn thể. Nếu là đoàn thể thì nhất định phải tuân theo quy củ, phải tôn sư, phải có lễ tiết cung kính đến thỉnh. Tại vì sao? Vì đó là biểu diễn cho người khác thấy. Cho nên nhất định phải có lễ thỉnh, sau đó chúng ta mới giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe. Đây là lễ tiết. Thí như hiện nay hai nước qua lại với nhau, phái nhân viên ngoại giao Trung Quốc phái một đại sứ đến làm việc ở Tân Gia Ba, nhất định phải được sự đồng ý của chính phủ Tân Gia Ba. Nếu như không đồng ý thì phải đổi một người khác. Đây là lễ tiết. Thế như đạo tràng của người khác, họ đến đây thỉnh một vị pháp sư đi giảng kinh,
Họ đến thỉnh tôi, nhưng tôi không có thì giờ. Tôi phải phái một vị pháp sư khác đi. Tôi phái một vị pháp sư khác, nhưng nhất định phải được sự đồng ý của họ. Cho nên trước tiên cùng với họ bàn bạc kỹ càng, họ đã đồng ý thì chúng ta mới phái một vị pháp sư đi. Họ chính thức gỡ thơ đến lễ thỉnh. Tôi phải trưng cầu ý kiến của họ. Như lần này ở Nữ Ước, Tịnh Tông học hội muốn thỉnh pháp sư giảng kinh, trước tiên được sự đồng ý của họ. Tôi phái pháp sư Ngộ Bổn đi, họ đã đồng ý. Vì đã gỡ và đã gỡ thơ lễ thỉnh thì chúng tôi mới phái người đi. Tuyệt đối không thể không có lễ tiết, không thể tùy tiện họ thỉnh chúng ta đi thì đi, như vậy không có lễ tiết, người ta không tôn trọng. Quý vị phải hiểu điều này, thuyết pháp cho hai ba người thì có thể làm bạn không cần thỉnh, nhưng nếu chính thức lên giảng đài thì nhất định phải có lễ tiết, phải duy trì tôn nghiêm của sư đạo, vì Phật pháp là sư đạo là đại đạo, không phải là tiểu đạo. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.